Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Vô đây cho tao mày. Đi vô đây. Đi vô đây bẻo. Con cái lì như quỷ à. Mày khóc cái gì? Đi mày. Mày im, mày khóc hay mày cười vậy? Dạ con đang khóc. Khóc cái gì? Hết vé mà khóc cái gì? Vô đi ngồi đi, vô đi ngồi tôi biểu. Đi ơi. Đi dắt con đi đâu mà đi dắt đi hoài vậy tiền? Tao chưa thấy ai mà con cái mà nó mắc nết như mày. Con gái mày không đẹp mày vẫn có chút cái nết chứ. Mày vô duyên dữ vậy? Ngày nào tao phải đi lo chuyện mà mày làm hại người ta mình tùm lum cái này kia tao đủ mệt rồi. Con có làm hại gì đâu. Học hành không lo kiếm cái nghề cho nó đàng hoàng. Cái mặt xấu như quỷ mà đòi làm hoa hậu. Qua bà nội mày hả? Con tại gì? Tại vì ở xóm nó nói con đẹp nhất, độc nhất, lạ nhất. Nó kêu con thi đi thi hoa hậu. Giờ tía không cho con thi á. Vậy thôi tía cho tía bán hết ruộng vườn nhà cửa. Tía đưa tiền cho con đi. Bán hết ruộng vườn nhà cửa đưa tiền cho mày làm gì? Dạ để con lấy cái tiền đó con đập nát mặt con ra. Con thẩm mỹ viện lại cho cái mặt con nó đẹp thi hoa hậu. Thôi hỏi bác sĩ mà gặp cái mặt này là chạy rồi nha. Mày chỉ có cắt cái đầu, lấy cái đầu mình tiết gắn vô thì được. Mặt xấu như quỷ mà đập cái mặt. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Nè, suốt ngày ta nuôi mày là tốn biết bao nhiêu tiền đâu nghe. Ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu, ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu. Tiền phải giấy đâu mày. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Mới hồi sáng đưa 2 triệu rồi làm gì nữa? Thì đó, bây giờ lấy tiền mình đề phòng có gì mình trả nợ tiếp. Tao mới đưa hồi sáng 2 triệu rồi. Ăn sáng không mà tốn 2 triệu đồng. Đâu có, con ăn hủ tiếu gõ thôi mà. Tốn 2 triệu nó cũng có lý do của nó chứ. Hủ tiếu gõ được 2 triệu mày? Thì sáng con đi vô trong cái chỗ đó, con thấy bán hủ tiếu gõ ngon quá, cái con xà vô liền. Con vừa ngồi vô cái thằng phục vụ nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi xong cái nó bưng ra cho con một tô hủ tiếu xương. Con nói là con bị đau răng quá, con ăn xương không có được. Rồi cái nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói là con ăn cái gì cũng được. Rồi nó bưng ra cho con tô hủ tiếu bò viên. Thì mày ăn đi. Con nói là con bị dị ứng bò viên, con ăn không được. Cái nó hỏi con, chị ăn cái gì? Rồi con mày nói sao? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi sao? Rồi cái nó bưng ra cho con tô hủ tiếu không. Thì mày ăn đi. Con nói bà mẹ nó hủ tiếu không có gì mà ăn. Rồi nó hỏi con, giờ chị ăn cái gì? Rồi mày nói sao? Con nói ăn cái gì cũng được. Rồi cái nó quăng một cái nùi dẻ trên bàn một cái tép. Nuốt nùi dẻ đi má. Con giận quá, con đứng dậy con tát một cái tát. Kẹo cái cổ, đi vô bác sĩ, bó bột hết 500.000 đồng. 500 ngàn sao mày lấy tao 2 triệu mày? Thì bởi vậy, nó lúc con tát nó một cái bóp, nó gãy cái cổ, cái đầu nó xà cắm vô trong cái tô nồi hũ nước lèo. Rồi cái hũ nước lèo, rồi nồi hũ nước lèo nó đổ ra, rồi con đền mất thêm 1 triệu nữa. 1.5 triệu. Tao không hiểu sao tao có đứa con như mày á thiệt. 1 triệu, dưới này 500 là 1.5 triệu, sao mày lấy tao 2 triệu mày? Dạ, bởi vì tao nói cái khi mà cái xui nó đến ông bà nội, bà ngoại gì nó kéo đến hay sao á. Hay gì người ta đổ cái nồi nước lèo không thôi là đủ rồi. Tự nhiên có bà chó, bà ngồi kế bên. Hũ nước lèo nó đổ vô, nó trụng nguyên bà chó. Rồi bà bị bỏng, đưa đi bác sĩ, chữa hết 400 ngàn đồng. Cũng là 1 triệu 9 hà, mày lấy tao 2 triệu. Thì tại có cái người người ta đưa con chó đi khám bệnh. Trong lúc người ta ngồi ta chờ đợi bác sĩ khám bệnh, cái người ta ăn uống nước mía nữa, rồi hết 100 ngàn nữa, chẳng 2 triệu. Tao không còn lời nào để tao diễn tả mày á. Tao mà biết mà từ hồi đó tao sinh ra mà mày như vậy, tao bóp cổ mày chết cha cho rồi. Cũng hên đó nha, hên là cái nồi nước lèo nó đổ vô con chó, rồi đi chữa có 400, đổ vô người là không biết tiền đâu đền cho người ta. Bởi vậy chó mày sinh. Alo.
Rồi rồi. Bà chủ quán hủ tiếu gõ bà phỏng luôn rồi. Hả? Ủa sao tự nhiên chó phỏng rồi giờ bà chủ cũng bị phỏng luôn là sao? Bà ôm chó đi chữa bà bị phỏng luôn. Bà nội cha mày. Giờ bà đòi 3 triệu nữa kìa mày. Ủa vậy là tổng cộng con ăn tô mì gõ sáng nay hết 5 triệu hả? Yên tâm đi, 3 triệu đó ta từ từ ta kiếm cách ta nói rồi khỏi trả. Còn tốn 2 triệu kia là ta trả chắc chắn rồi. Bà nội cha biết 2 triệu là bao nhiêu tiền không mày? Dạ 2 triệu. 100 đô. 100 đô ta mua 4 cuốn thí nga mày biết không? Bà nội mày. Bởi vậy á. Thôi tí ơi, bây giờ mình đâu cần mua thí nga gốc đâu. Mình lên hẳn YouTube mình coi luôn đi. Mày hay lắm. Lên thẳng vô cuối coi đúng không? Dạ. Số sau chắc chắn không có mày đâu nha. Ngu như con bò. Đâu có. Con nói là con chưa có nói. Cả hai. Mình vừa mua băng gốc rồi xong mình vừa lên kênh YouTube của Thiên Nga Paris By Night mình coi nữa. Mình nín giùm tao cái. Nhưng mà mấy số mới người ta không có post lên đâu. 8 năm sau người ta mới post lận. Mày nín đây. Tao post mấy số từ ngày xưa kìa. Mày vô duyên, mày nói câu nào cũng vô duyên hết trơn á. Tía. Cái gì? Tía ơi. Đi vô, vô kia ngồi. Tí kêu con đi đây, đến đây làm gì vậy? Vô kia mày ngồi đi. Tè. Ủa anh? Làm gì vậy? Tí ơi. Làm gì vô nhà tôi như nhà quan chết chủ à? Này là ông Tư. Tư nào? Ông coi bỏ giỏi lắm. Hả? Gì hả? Tôi dắt mày tới để ông coi, ông sửa lại, hiểu không? Sửa phong thủy, sửa số, sửa cái gì lại cho mày, hiểu không? Con có ở đâu sửa, con đẹp quá rồi sửa gì nữa. Thì đúng rồi, mày đẹp rồi. Đó, mày hay ảo tưởng lắm nha. Ủa đâu rồi? Đây, anh nè. Ngồi đi. Ngồi đi anh. Ngồi uống nước chơi. À, ngồi đi. Nhà tôi. À, quên. Tôi không mời, thôi anh mời chi. Đi ăn nấm cung đình ở đâu mà mặc đồ đẹp dữ. Đó, bị đi công chuyện. Rồi về đi đám ma. Đám ma về, sợ vô nhà mình xui vô nhà ta trước. Phải. Không phải. Đâu có sao đâu anh đừng run cây nhát khỉ. Tôi là thầy mà chuyên trị về cái chuyện đó mà anh lo gì. Thì đó. Uống nước đi. Mày đứng giật giật ra coi bên này người ta không thấy tao. Sao mày ngu dữ vậy? Uống đi uống nước. Rồi mai tôi cũng mặc áo dài đó. Ừ. Chứ mà anh á. Gì vậy? Nước tôi pha 4 ngày không ai uống á. Cha mày sao chả kém dữ. Thôi nói chứ đi đâu rồi nói lại đi, bị nhà này khách đông lắm, ngày nào tôi cũng coi cho người ta nhiều dữ lắm. Ủa con thấy có đông thì đâu, thấy nhà vắng tanh như chùa Bà Đanh mà đâu có khách đâu. Ủa chứ buổi sáng có 2 người như cha con mày là đông rồi. Chứ mày nói ra là không có lính thì bị vậy vô duyên. Nó vô duyên đến nỗi mà nó mở mắt ra một làn gió thẹt qua là vô duyên rồi. Cho nên giờ á lớn tuổi rồi mà chưa có chồng con gì hết. Thấy không? Giờ mong anh nên làm sao? Cúng kiến sao? Quá dại đi cho nó hết cái vô duyên để lấy chồng. Cho tôi nuôi quá, tôi mệt quá đi. Ôi tí ơi, lo gì? Con trai nó theo Hà Lầm luôn mà tự nhiên nó đi cúng quải để cho có chồng. Ai ơi mẹ ơi, mày làm như tao ham cúng cho mày lắm vậy. Tao nói cho mày nghe nè, cúng trục vong tao cúng được nè ha. Cúng nhập vong tao cúng được, kêu vong về tao kêu được ngang. Chứ cúng mà hết vô duyên là bà nội tao cúng cũng không được đó. Vô duyên nó nằm ở trong máu rồi sao cúng. Mày nói cục cây gì? Mày nói là cái gì? Báo nhiêu lần tao dặn rồi. Đừng có nói gì hết, để mọi chuyện tao sắp xếp. Dạ. Nghe chưa? Mày đứng qua bên đi. Dạ. Mày là chỉ thấy cái dạng như là CD thôi, đừng có làm DVD nha. Dạ. Có tiếng đừng có hình. Không, nói chung là bây giờ nó chỉ coi như cái TV hư đi. Nó không tiếng, không hình, đứng im. Đó. Rồi, bây giờ để tôi qua tôi nói nhỏ. À, dạ. Cái đồ thiết kế rồi bỏ nó xuống dưới luôn. Nó thiết kế cái đồ. Rớt cái gì vậy tiếng? Rớt cái điện thoại nó chạy qua khu vực nguy hiểm đó. Trời ơi mẹ ơi. Đeo chi rồi nó rớt từ lưa hết trơn à. Nó chạy qua cái khu vực đó đó mà cái thằng mà sản xuất ra cái này nó mới tội nghiệp nè. Công trình nó đầu tư chất xám mà nó xuyên tâm liên qua là thấy thua rồi. Kệ đi mà, tôi có chuyện. Bây giờ sao? Không có ai. Nhà tôi khách đông mà không có ai. Tôi nghe đồn là có bà Chính Bành mối của anh, đúng không?
Yên tâm, bà đó là mối ruột của tôi đó. Mỗi tháng đó là tôi coi bói cho bà. Bà giàu là nhờ một tay tôi, ngày nào bà cũng tới nhà tôi hết. Mối luôn hả? Mối ruột đó, bà giàu, tới giờ này bà giàu, bà có tiền là nhờ tôi. Vậy hả? Ngày xưa tôi coi cho bà nha, lúc hai vợ chồng bà đang mừng ăn phơi phới, tôi nói chị sắp có của quạnh tài. Đó, bà ngồi đây 8 tiếng đồng hồ, về hai vợ chồng quánh nhau ly dị, chia của, bà có của quạnh tài đó. Trời, tôi coi là chính xác. Hồi trước giờ coi ai chưa? Mình bả à. Ủa gì kỳ vậy? Mình bả mà ngồi toàn 8-9 tiếng không à. Chịu khó nghe tôi nói lắm. Ngày nào cũng qua? Ngày nào cũng qua, mỗi tháng là coi như là tôi được 3,000 là từ bả đó. Ngày trăm. Ngày trăm. Ngày trăm đô á. Tháng 3,000. Rồi coi cũng nói, cũng nói gì, về nào ngay cũng có tháng 2,800. Ủa sao vậy? Sao kỳ vậy? Sao thầy? Tháng 28 ngày. Ngày đó tháng 28 ngày. Rồi nói tính đổ đồng là khoảng chừng 3,000. Rồi cũng có tháng 31 ngày. 3,001. À là 31 ngày vậy? À. Chà. Nhưng mà được. Bây giờ cái gì chứ cái chuyện mà coi để phá gia can là tôi số 1. Hồng ơi, coi là coi cho nó phước phận với ai mà coi phá gia can. Bây giờ nói chung là bà coi để cái. Bây giờ vậy, bà có một đứa con trai đúng không? Bà có đứa con trai. Té. Cái gì? Cái coi gì vậy? Mày nín đi. Cái gì? Bây giờ anh nói làm sao cho bà chính bành, bà tin anh, bà lấy con gái tôi cho con bà. Yên tâm, nói cái gì, nói tới cái chuyện ly dị chồng đó mà bà còn tin tôi mà, đừng có nói. Ba cái chuyện gả con là chuyện nhỏ, cưới con anh chuyện nhỏ. Chắc giao không? Hết cho tôi đi. Chắc không? Nhưng phải có thù lao. Tôi đâu có bán nước miếng không được, tôi bán miệng nuôi thân mà. Nếu như mà cú này thành công, tôi trả anh 10,000 đô la Mỹ. 10,000 đô phải không? 10,000 đô là chưa kể nè. Lấy con gái tôi về, mà anh biết là con nhỏ này nó khùng lắm. Thế nào hai vợ chồng cãi lộn, mà con bà cãi lộn với con dâu, thế nào bà không tới đây bà coi nữa. Không chừng bà coi ngày 2 lần, tháng được 6,000 nữa. Đúng không? Tương lai rực rỡ. Được, coi. Vậy được, được, yên tâm. Chắc chắn nha. Chắc chưa? Ê, chắc, chắc. Nhớ nha. Rồi. Giờ này là bà gần tới rồi đó. Rồi. Né đi. Rồi, rồi, rồi. Chừng nào mà tôi phá băng cành cái gia đình bà là kêu tôi kêu vua. Telephone, telephone. Ê, telephone nè. Có điện thoại chưa? Có đâu. Không lấy điện thoại. Hả? Mới luôn hả? Mới. Bà có túi hả? Có túi. Sao bộ này nó không có túi ta? Về mai đi, chứ để nó xuyên tâm liên nữa. Nhiều bữa nó xuyên, có nhiều bữa lạnh lạnh á, không thấy xuyên luôn. Đi. Ủa giờ đi đâu Tía? Mày đi về, mày nấu cơm giùm tao đấy. Ôi Tía ơi, cho con 2 triệu đi ăn phở đi. Tao lại mày ăn phở cho bà phở bà bị bỏng nữa hả? Thì con thèm phở, không ăn cơm đâu. Đi đi. Đâu biết nấu cơm đâu mà bắt người ta nấu cơm hoài à. Vô duyên. Ủa cái cửa chỗ nào vậy? Trời, cửa đó là cửa nhà người ta, mày đi phía trước hiên nè mày ơi. Sao đâm sầm vô trong phòng của nhà ông thầy luôn vậy? Vậy nha. Đi đi. Ông có túi nó khó chị. Alo, chị Bảy bán phở hả? Đóng cửa tiệm nghỉ đi nha. Ở chứ không là bị phỏng đó, đóng cửa tiệm nghỉ đi. Khổ ghê. Hai cha con ông này. Tới rồi đó. Gần vô. Rồi đó. Tới rồi đó, giờ má ở đây đi, con đi về. Nè. Tí. Con nói má bao nhiêu lần rồi, con lại má. Má ơi, má thích thì má làm đi. Tao nói mày đi. Tại sao má ép con như vậy? Con có thích. Tao kêu mày là đi. Chị Chính, tôi chào chị. Nha. Má cái chứng ôn gì sáng sớm chị vô nhà tôi, chị cứ chỉ tôi, chị kêu tôi làm gái hoài vậy. Trời đất. Thì ra
Thì ra coi như là ban ngày làm bộ như là coi bói cứu đời ha. Thì ra là làm trai bao. Bà nội trai mày, trai bao giờ này cũng dễ ghê, cỡ tuổi này mà còn làm được thấy. Mày điên hả? Mày nhìn tao ai bao? Đồ khùng. Trời có ơi. Có mày đó mới giống trai bao đó nha. Ăn bận thấy gớm. Có không? Trai bao nào có cái nhan sắc như tôi trời. Nè, chị bị tai biến hả? Không có. Sao nãy thấy ngồi xe đẩy vô đó. Tai biến là cái tia xe lắm. Còn cái này là ghế massage. Ghế massage. Ghế massage. À, ghế massage đó hả? Dạ. Ông này con... ngồi chơi chị. Con nói thầy nghe. Dạ. Má con rồi có cái bệnh là thầy biết rồi đó, đi qua đây coi mối phải không? Thì có cái bệnh cứ như nói thường thường thường, cái chữ cuối phải đá văng lên chữ vậy đó. Ừ. Dạ. Hồi nãy tôi nói đi là gỗ. Ừ. Gỗ. Không phải là đi. Ừ. Ngồi chơi. À, cảm ơn. Bữa nay chị dạ, qua đây có đi. Chuyện gì? Dạ có chuyện chứ. Chuyện là giấy. À, vào năm 1978 tôi có bầu. Chị bầu ai? Không, ý má con nói là có bầu. À, có chữa. Nó thích nói đắng lên vậy đó, thích đua lên vậy đó. Hồi đó má mày có tâm sự với tao rồi, tao hiểu mà. Bả coi mối tao 4 năm nay mà. Ngày xưa đó là học nhạc, mê bằng kiều, học nhạc. Học được mấy nốt cao, cái ông thầy dạy nhạc chết đó. Giờ là không có học nốt trầm được. Má nói gì má nói đi. Rồi tôi nói đi. Tiếp không? Nói đi, nói đi. Tôi có bầu. Có bầu. Có bầu, đúng rồi. Rồi bóng đến mưa gió tôi mới chuyển bún. Trời ơi, bầu bì thì để chồng nó làm. Chuyển bún rồi nặng nề để người ta chuyển. Thầy ơi, ý má con đó là đau bụng chứ không phải là đau bụng. À, chuyển bụng á. Dạ, đau bụng đẻ. Đau bụng đẻ nói mẹ cho rồi tôi chuyển bún. Rồi tôi mới đẻ thằng này. À. Hôm nay á, dẫn nó tới đây để nhờ anh coi bói. Má, má mệt không? Mệt chứ. Mệt mấy má uống nước nghỉ ngơi đi nha, chứ thầy với con đứng đây nghe hơi cũng mệt lắm, mà ngồi dưới ta cũng mệt nữa. Dạ thưa thầy. Mệt hả? Mệt hả? Mệt thì nghe tiếp hả? Má, má cả sớm mệt đó má. Ờ, tôi nói chị nghe nè, mình già rồi, chị nói chị cứ lấy hơi lên hoài để dành hơi đặng trút hơi thở sau cùng. Đừng nói, để cho con nó nói bây giờ sao, ý của chị sao, muốn má đây, cái con gì? Nói cho. Đó, bây giờ ý là coi như vậy nè, má con nói là con đến cái tuổi mà lấy vợ, đó, giờ muốn đại khái là con quen cái con nhỏ bạn gái. Mà hai đứa con yêu nhau quá mà giờ má con cứ không có chịu, giờ má con kêu qua đây coi ngày tháng rồi. Con ơi, thầy nói con nghe có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. À, làm gì làm, vợ chồng hôn nhân là phải cẩn thận, phải coi cho kỹ càng, tuổi tác. Thầy nói gì? Cẩn thận cái gì? Đó má con cũng coi quá này rồi, cuối cùng cũng ly dị với ba con thôi. Tao coi đó chứ ai. Trời đất. Đó, không, thôi má, tao coi là coi. Tại, tao coi là tao coi cái phần ly dị sao thôi. À. Còn cái phần trước là ông nội mày coi chứ. Đúng. À. Ông bà má ơi. Rồi. Cái gì vậy? Chưa nói hết mà rồi cái gì? Rồi, một câu. Trời. Đúng. Ờ à, thì đó. Rồi. Má, má nói một câu thôi, đừng có chấm phết vậy đây hết nha. Đi một câu ấy thì già đừng có bây giờ lấy hơi lên nha. Bây giờ má để con nói được không? Má cứu. Thầy ơi, bây giờ về đây nè, con là con thấy hai đứa con hợp lắm rồi. Bây giờ tụi con có thể là đến giờ, nhân thôi. Bây giờ thôi, má mày đã quyết như vậy thì để thầy coi luôn cho. Mày tuổi gì? Thì con sinh năm 79 là con tuổi con dê. Con dê. Cái gì? 12 con giáp, có con nào con dê má? Con dê. Con dê. Nó kêu à? Kê, kê. Con dê. Tuổi muối. À, tuổi muối. Thôi mệt quá bà ơi, từ cái con to tổ nái bà đưa còn con chút xíu à. À bây giờ tôi biết rồi, để nó nói. Thì con là con tuổi con dê đó. Mày tuổi con dê, nó tuổi gì? Nhỏ bạn gái nó tuổi hợi, mà con thấy hợi mẹ mùi là tam hợp đúng không thầy?
Con nói vậy là sai. Sai sao thầy? Tử vi á không có cái chữ mà hợi mẹo mùi tam hạp. Tam hạp á là tính cái tuổi thôi, còn cái mạng chưa chắc đã hạp. Trời, con thấy cái mạng mày á là mạng quả. Đúng rồi. Nó là mạng thủy. Đúng. Mà thủy nó sẽ dập quả. Mày có thấy ai mà vợ dập chồng mà chịu được không? Con thấy ai dập ai cũng đều được sung sướng như nhau chứ. Trời ơi, có dập là vui rồi. Con đòi hỏi cái gì nữa trời? Bởi tụi bay con nít, tụi bay thiển cận. Đây nè, luật trời là có âm có dương. Mà âm là phải dưới, dương phải trên mới đúng. Đúng vậy. Con không có biết. Rồi. Chưa mà má mày chưa nói hết. Bây giờ con nói nè. Đó, con không biết cái chuyện tình yêu là của tụi con. Con không cần nữa, má thích thì má ở đây má con về. Bậy. Đang coi mà. Bây giờ cái giờ con cái gì nữa, bây giờ con thấy cái chuyện. Bây giờ tao nói cái tuổi không hợp à, thì cái tuổi mày cho là hợp nhưng cái mạng không hợp. Cái mạng không có hợp thôi mà con thấy cái tuổi nó hợp. Thì im đi. Thằng mất dế. Thôi vậy. Tôi nói chị nghe, về cái tuổi không hợp, cái tuổi hợp, cái mạng không hợp, hay là bất kỳ cái gì nó có thể hợp hay không hợp, chị có thể cho cưới được. Còn cái vụ nó mất cái đó là bỏ luôn, khỏi cưới. Khỏi thầy coi đi. Thầy nói cái gì mà mất cái gì mà bỏ luôn là sao? Má mày mới nói đó. Má con nói là mất dạy. Ủa dạ. Trời ơi. Ờ vậy coi nữa. Má còn lại má. Bây giờ mai mốt má đừng bao giờ dùng cái chữ mất dạy giùm con nha. Má gọi con mất nết đi. Chứ mất dạy nhiều khi đi ra đường nó nói vậy người ta hiểu lầm chết con. Giờ má ngồi đây má coi con đi về. Nghe. Mày im đi. Tao không thích cái con tráng đó. Cái gì? Con đào tôm tráng. Vậy là càng không được nữa. Sao không được? Ai mà thằng Nghĩa đi lấy con Trang rồi hợp lại thành Nghĩa Trang là thấy mẹ rồi. Bây giờ ví dụ mày tên Nhà, con kia tên Phạm Băng Băng, hai đứa lấy nhau là Nhà Băng, thấy không? Thầy nói gì sao luôn, con thấy hai đứa rất là hợp, Nghĩa Trang về chung một mái nhà. Nhà gì? Nhà Hoàng. Trời quá hợp. Cái trời về đỡ tốn kém. Thôi con thấy con chuyện yêu đương của con là của con. Chưa mới về mà đã thấy sai rồi đó. Thôi má đừng có nói gì hết. Cái chuyện bây giờ vậy hỏi nè. Má nè, má cứ tranh thủ hạnh phúc cho con hoài. Má thấy má có hạnh phúc không? Thôi tôi nói chị nghe nè. Chị mà để cho nó lấy á, càng lấy là chị càng chết. Không nên. Bây giờ tôi sẽ kiếm cho chị một đứa con dâu đàng hoàng. Bây giờ chị cứ quyết định là chị không cưới cho nó thì nó đâu có dám áo mặc sao qua khỏi đầu. Đúng rồi. Mày phải nghe lời thầy. Nói tại ông nói không có chịu đâu, không có chịu đâu, con chỉ thích mày không chịu rồi. Tao đạp đầu là tao chết. Thôi. Alo. Alo. Đè hoài hoài. Alo anh Mừng. Rõ hoài. Banh khác rồi. Up vô liền. Banh khác rồi. Thầy cứ coi đi thầy. Cho nên Không chưa. À, ai vậy? À, đây anh Mười ở sống trên. À, anh Mười á. Chào anh Mười. À, bả bị Abidan hả? Cấn giọng gió, cấn giọng bằng kiều. Ngồi đi. Hai người làm quen đi. À. Chào anh. Chào Chí. Ừ. Đây con gái tôi. Dạ. Đây à. Dạ chào chú. Mày đuôi nghe. Vậy mà chú hả mày? Ôi, cái con này nó vô duyên quá hả? Vậy mà chú nghe. Thì bỏ vậy thôi chứ nó không có nhìn sao con này nó mắt nó đuôi rồi. Mày vô duyên cái gì vừa. Núi đưa lên như vậy mà nó kêu chú. Tao nhìn rất đàn ông quá. Mày im đi. Dạ. Người cái con người ta bự. Dạ. Chứ trước khi mà mày muốn kêu người ta mày phải nhìn chứ, mày phải nhìn tàn thân chứ. Mày không thấy sừng sững như vậy mà chú cái gì? Nhìn kỹ đi, hai trái lựu đạn nó nhô ra thấy hả? Xin lỗi chị Chính. Đây là chị Chính Bành. Chà,
Hồi ngày xưa có chồng. Ủa nghe tiếng chưa? À, nó cái... buôn bán như giỏi nhất ở làng mình. Thì cũng nghe sơ sơ chị Chính Bành đi hả? Đó. Tưởng Bành nhỏ nay Bành Trà Bá hả? Cái này chắc Chính vô ai quá, bự quá. Thôi mẹ ơi, vô duyên quá. Đây chị Chính, cái người mà tôi muốn làm mai cho con chị là con này. Con này. Con gái đó ha. Ừ. Thằng này á tuổi hợi nè, tuổi thằng này là tuổi thân nè. Không, con tuổi mùi tự. Tuổi... mày tuổi mùi nè. Rồi con này á là dạ, con tên là Địa. Nguyễn Thị Địa. À, con tuổi Sửu. Tên Địa. Đây. Bà thấy cái gì sai sai đổi tên chứ vậy? Con nói cái gì nó chỉ sai lắm rồi đó má ơi. Tỷ sao mà con tên Nghĩa rồi con quỷ nó tên gì Địa? Nghĩa Địa. Thôi rồi. Bỏ liền, bỏ liền. Đây, không bỏ được. Con nói như vậy là thầy không chấp nhận. Tại nghĩa sao? Trang thì không được nhưng Nghĩa Địa chấp nhận được. Trời ơi. Con phải hiểu cái câu Thiên Kinh Địa Nghĩa. Không nhưng mà câu đó hợp lý. Đúng rồi. Đúng. Đó, bởi vậy cho rồi. Sao chị má ơi má. Nghĩa Trang con nghe nó còn sang sang cho Nghĩa Địa ra nó bình dân quá má. Bình dân mới dễ sống mày. Bình dân mới dễ sống. Tại bình dân hay không mày cũng phải lấy. Bây giờ tôi thấy là hai đứa này hợp nè. Đó, về cái tuổi á thì á, tính ra đó là nó khác. Nhưng mà tính vô trong cái cung á là nó hợp. Đúng. Về cái mạng hợp, về cái tên cũng hợp. Dạ. Cho nên là tôi thấy là hai người nên nói chuyện với nhau làm xui. Vậy dạ. Mà lấy con cưới con này về là gia đình chị phất lên nữa. Nha, yeah, nha. Yeah. Đứng đó. À, ôi trời, cái con đó nó vô duyên vậy mà lấy cái gì? Mẹ đi. Anh ơi. À tôi thích như vậy. Chị đứng xa xa. Ừ. Chị đứng xa xa chở. Tại sao? Thấy to chở. Anh yên tâm, người ta nói là cãi thầy núi mới đè. Anh có cãi tôi đâu mà anh sợ núi đè. À. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi nói chuyện đi. Hay là cho tôi làm đám cưới ngay đi. Hả? À? Cưới liền. Là đám cưới liền hả? Cưới liền ơi. Gì? Gia đình khá giả lắm. Cưới liền. Đây nè, gia đình chỉ có cái gì đó cái... Tôi lo hết. Yeah. Cái gì? Con cưới anh này. Cái chết luôn nghe rồi. Trời ơi, đàn ông vậy mà mặc bộ đồ đó lẹ đỏ lét à. Như cái bao lì xì, như cái dĩa tiết canh á. Mày nhái tao đâu quýnh mày chết mé. Mày qua đây đi, đi lại đây. Mà. Trời ơi, đàn ông vậy mà mặc đồ hồ hẹt quá à. Mày nhà tao có cổ tao không còn gì đâu. Mày chưa có xác định luôn kìa. Đi. Con nói má nghe nè, trời ơi, ở nhà một cái giọng của má là con nghe cũng khùng điên rồi. Giờ lấy cái con để cái giọng đó nó về bị sốc rét chết. Từ từ. Trời, nó cưới đi. Mọi chuyện tôi lo hết. Trời ơi trời. Chị nói sao á chị? Người ta chứ không phải là cá, thịt, mắm, muối mà ra mà mua. iPhone còn phải xếp hàng mà. Ủng hộ gì con gái tôi? Thôi má. Chịu đi, ha. Chịu đi. Nó không phải. Mày im đi mẹ ơi. Mày im đi mày. 10,000 của tao đó. Đi vậy, lên chứ. Nói chung là nó cũng phải cái gì đó nó hợp lý. Chứ không phải là muốn cứ là cứ con gái người ta mà chứ đâu phải là ký ổi, ký xoài mua về chấm mắm là xong. Thì anh không chịu. Thì cũng phải đúng hợp lý mới chịu chứ phải. Anh không chịu. Ờ đúng. Chứ sao? Không chịu á. Chứ sao trời? Vậy thôi. Má nội mà. Lấy giỏ đi về đi. Chị ơi đừng có nóng. Tôi nói chị nghe nè. Vì hai người lớn mà nóng á. Mà chị không cưới được con dâu này về á. Chị không có làm ăn nên vợ đâu. Con này về là bảo đảm gia đình chị phải lên. Gia đình chị phải lên. Nổi cái giọng không là hai mẹ con chị lên rồi. Lên tới nóc rồi. Hay lắm, hay lắm. Rồi ban chị cưới đi. Cưới. Rồi, cưới đi ngon rồi. Xả hàng cuối năm rồi. Ngồi xuống. Hiểu hả? Chịu. Ngồi xuống đi ban chị đám cưới luôn. Giờ tôi tính với. Cưới mấy cho cái gì mới cưới. Mày đi chỗ khác đi. Đám cưới.
má. Tôi lo hết. Mày im. Mày má tin. Tao lo hết. Đãi bao nhiêu con bằng thành nhân đi. Ai phải lớn à, phải lớn như hoành tráng rồi dầm dầm họ. Hoành tráng. Con gái một á. Làm văn nghệ hoành tráng. Nghe. Mời ngôi sao. Ừ. Như Quýnh. Ba Thiên Vấn. Gì? Thôi, đám cưới xong thôi chứ Quýnh lộn gì nữa. Má con nói là Như Quỳnh đó. Trời, Như Quỳnh, Mai Thiên Vân má ơi. Như Quỳnh ca sĩ ha. Cho nó hát nhạc dance. Nhạc dance á. Nhạc nhảy á. Ít quá, ít quá. Ít mời đông đông đi. Mời Jackson Nguyễn. Mai Thiên Dung. Hát quê hương. Mời Nguyễn Ngọc Ngán. Nguyễn Cao Kỳ Diễn. Làm MC hả? Không. Vũ Cống. Cái gì? Vũ Cống. Má nói Vũ Cống hơi nghe tưởng công công luôn chết. À, dancer. Dancer, đó. Trời ơi. Bây giờ. Vậy mà con mới nghe, con có tưởng là mời chú Ngạn với chị Kỳ Duyên về đi làm cống gì cho nhà chứ. Mày yên, con quý. Con. Vui, mời hai. Mời hai đi, mời hai, tôi phải hai. Muốn mời ai? Hoài Linh. Mắc lắm. Hả? Thằng đó mắc lắm. Kệ nó đi, mời nó đi, nó đang cần tiền dữ lắm. Rồi đi tội nghiệp nó. Ủa bà con sao mà kệ tôi đi. Bà con sao xuống dữ vậy? Vậy đi nha. Thôi vậy đi, vậy quyết định nghe. Quyết định nghe nào. Rồi tặng quà gì nữa không? Tôi lựa ngày cuối luôn. Tặng luôn một món quà rất giá trị. Thôi, học toàn nhẫn nhất là cái cho nó có, cái để đeo với người ta thôi. Cái này quý hơn nhiều. Cái gì? Đi. Đi. Đi là ghế massage Luraco. Ghế này là ghế duy nhất sản xuất tại Mỹ. Ghế massage Luraco là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới và là ghế duy nhất chỉ dùng cho quân đội tại Mỹ. Chúng tôi rất hãnh diện vì là ghế Luraco là một công ty người Việt sản xuất và chế tạo tại Mỹ. Ồ, của nhà em làm á. Ủa sao nói cái này là nó không có bị lên giọng xuống giọng gì hết vậy? Quảng cáo mà. Mày nói đúng. Người ta nghe, người ta mới trả tiếng. Ủa cái này là của ai làm? Ai làm? Ơi, vậy là nhà cô có một cái hãng. Hả? Nhà cô có cái hãng. Bỏ đi. Có cái hãng đó. Cái hãng làm ghế nè. Con nói theo tông cho cô vui đó. Rồi thôi vậy, để đám cưới luôn đi. Qua đó, qua đó. Trời ơi, cái gì mà đỏ rực vậy trời. Mày qua đây đi. Mày nhìn giống như dĩa tiết canh. Nè, nè. Luôn à. Mày cứ tiết canh hoài. Rồi sao mà sướng được trời ơi. Con như con ở đợ ông này vậy đó, sao cưới. Mày sao nó phá đám hoài. Con nói với má, má mà kêu con lấy con này, con cắn lưỡi con chết liền. Mày nghĩ gì? Mày suy nghĩ là tao. Mày không nghĩ là tao đập đầu tao chết. Anh ơi, chị đừng có đập, không bể đầu. Tao bể đầu nó bể cái khác bây giờ. Thôi má ngồi xuống đi. Để cái bàn đầu ra. Má ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Thế ơi, con không lấy chồng đâu thế ơi. Không có lấy đâu, con nói rồi. Nè, tao nói từ đây tới cuối cuộc đời mày chỉ dùng cái avatar thôi. Nghe chưa? Dạ. Không nói gì hết. Con không lấy chồng đâu. Mày cãi không à? Mày cãi là hư vọng của đường hết. Thằng trai gọi nè. Alo. Anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Trời ơi, cái chuyện tụi mình giờ nguyên xóm nó biết hết rồi anh. Cái gì nữa? Sắp lấy chồng trời đâu? Trời ơi, cái vụ cái bầu đó hả? Trời ơi, giờ mọi người biết hết rồi, giờ làm sao? Hả? À? Nguyên xóm biết rồi, em có bầu luôn hả? Trời mèn đất ơi, bây giờ làm sao tía em? Mày điên hả? Cái thằng nào đó mày điên hả? Có bầu mày là lớn cho tao biết hả? Cái mày ngu như vậy? Tao đang gài mày biết không? Tía ơi! Ngu như con bò hả? Có bầu mà la cho lớn hả? Tía là la lớn nhất ở nguyên cái nhà này biết hết trơn luôn rồi đó. Trời ơi! Ông mới! Ông mới nói cái gì? Ai có bố? Hả? Dạ con có bố. Con nhỏ này có bố? Vậy là sao? Má thấy chưa? Má thấy chưa? Tự nhiên ai ăn ốc bây giờ bắt con đổ vỏ má thấy chưa? Không, đổ vỏ đơn giản lắm con. Chỉ cần cầm cái đổ vô còn ăn ốc phải ngồi lễ từng con lâu. Thầy đến đây. Thầy vô bãi đây. Giờ bói với má bao nhiêu lần rồi mới thấy không? Suốt ngày cứ bói ta
ổng coi hay, ổng đâu có nghèo sơ nghèo sát gì mới thấy không. Bây giờ tự nhiên là ai tự nhiên tới giờ có bầu khi con đi lấy con, đừng có hòng con chỉ chịu con Nghĩa Trang thôi, con với Nghĩa Trang. Yeah. Yeah. Mày chết đi. Trời ơi, núi đè rồi tí ơi. Chết rồi. Ông mới thì gá. Ông chỉ bị 10.000 đô. Ông gấp gá tôi á. Mà không. Thầy Tứ, bước lên đây. Bước lên đây. Tại sao? Tại sao thầy lại gạt tôi chứ? Đâu có biết, tôi đâu có làm ra cái bầu đó đâu, tôi biết. Im đi. Nếu tôi là tác giả, tôi sẽ trả lời ngay. Thầy chỉ vì 10.000 đô la. Thầy dám gạt một người đàn bà nhỏ bé như tôi. Trời ơi. Tôi không ngờ thầy vì tiền, thầy bán rẻ lương tâm của mình. Tôi là khách mối của thầy mà. Thôi mà, bỏ qua đi mà. Không, tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này. Đời là gì? Tình đời thay trắng đổi đen, lòng người dối trá. Đồ mất dạy. Ủa, không đem cái ghế về hả? Nhắc làm gì? Cái đó đem tặng tôi mà. Ông hay quá, con không có chữa, không nói. Để cho bây giờ người ta chửi tôi. Mặt đuổi đâu đó rồi mà nói. Mất luôn cái mối làm ăn, mỗi tháng 3.000 đồng bạc tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn của tôi, bả đưa không đó. Thì bây giờ tôi cứ tưởng là gia đình không biết gì, mình gài vô xong nó mới có chút mới nhỏ thì mới à. Gài vô xong về cái nói, sao đẻ sớm, bác sĩ biểu đẻ. Thầy ơi, thầy ơi, con xin lỗi. Thật ra cái chuyện này bây giờ nó cũng lỡ hết rồi. Lỡ cái gì? Mày làm nhục bằng gia đình, mày thấy không? Bây giờ mặt mũi nào đi ra đường. Đi biết không? Con á, ngày nào con cũng đi với anh cu tèo vô trong cái giường ổi hết trơn á. Thì hết chỗ mà vô với chỗ vắng dễ chi vậy? Thì vô trọng mà mình mới dễ. Dễ bà nội mày hả? Thì vô trọng mà ngày nào anh cũng dắt con vô giường ổi cả 6 tháng nay rồi. Trời ơi. Cứ mỗi ngày con vô trong đó, con ăn một trái ổi. Ngày nào cũng vậy, con bước vô giường ổi, con ăn một trái ổi. Con ăn riết đến một ngày kia con chịu không nổi. Rồi cái ngày đó con ăn quá trời ổi luôn. Con ăn xong, con thấy tự nhiên cái bụng mình nó quặn lên, nó sình lên. Mỗi ngày nó bự lên, nó cứng ngắc à. Như vậy là con ăn ổi, con có bầu phải không tía? Thằng Tèo là thằng nào? Dạ, thằng Tèo là bị bóng. Bạn con. Bà mẹ tao phan cái này chết mẹ mày á. Hồi nãy mày nói sớm sớm đi. Mọi người đâu có kịp để con. Mày ăn ổi mày có chữa à? Dạ, ăn ổi có chữa. Mày sinh bụng mà mày làm tao mất tháng 3 nha. Mày là tức là con ăn ổi con sinh bốn. Cái thằng đó là con là không, nó không có thẳng nữa. Dạ, anh muốn không mà anh nhìn con là anh ói luôn á, không có mặn gì hết á. Là mày ăn ổi. Ăn ổi sình bụng rồi bây giờ sắp đẻ rồi đúng không? Nó không tiêu đúng không? Dạ nó không có tiêu, nó bụng nó bự ra quá trời. Mày sắp đẻ ra bà chính á nghe. Dạ. Mày ngu quá vậy? Mày ăn ổi làm sao mà mày có cái kia được? Vậy không có hả? Trời ơi vậy mừng quá, vậy là con không có chữa hả? Mày mừng cái gì người ta? Cha con mày mừng mà tao chết cha. Trời ơi trời ơi. Trời ơi. Vậy là tía ơi, vậy con xin lỗi tía. Vậy là con đã làm kế hoạch này không có hoàn hảo phải không tía? Tao giết mày bây giờ. Mày cũng ngu. Dạ tía ơi con xin lỗi tía. Tỉnh dậy anh Tư ơi, anh Tư. Thầy ơi thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Thầy tỉnh lại đi rồi con kêu bà chính lại. Rồi bà trả tiền lại cho thầy nghe. Còn lâu. Vì cha con mày mà con tao chết đói rồi đây nè. Trời ơi là trời ơi.
Vô đây, vô đây. Theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Mộng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Ôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe em tưởng lâu là vỡ ống nước. Đúng. Ngồi xuống. Công nhận. Ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh nhỉ. Ừ. Anh nói cho em nghe. Em mới qua đây á. Em muốn học nhưng phải từ từ. Nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo, ai đi? Xong em bảo là em đi. Nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên anh hiểu không? Em điên dần lên xong em lấy tiếng Việt ra. Em dồn hết sức bình sinh em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe nó không biết gì. Xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên. Thế là nó cho em đi. Trời ơi, em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? Ai đi là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à. Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đấy xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi, biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em không đặt quá. Không biết đỡ con cái bé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là... Nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai. Em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì. Xong em vác cái mâm ra. Đây, mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đây. À. Xong em vác hũ tiêu ra. Em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đây là dọn dẹp đấy, là West đây. West đây. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra. Phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đây. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì thấy nó cười rồi đúng. Không, nghe thì rất là buồn cười. À. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay.
Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy, nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn, còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia, chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị, em hỏi chị ơi chị làm gì thế, xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm, em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ, em đừng có nghe mấy người nói nghe không. Vâng. Nè, anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân ly đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ nghe loang thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân phân, em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, ai buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạt chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy anh coi. Đó. Tướng em là dông dỗng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Rồi ói. Anh một cười chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gớm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gớm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ếch. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả. Coi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi, em sợ lắm. Sao vậy? Thôi, em thấy cái tai nạn bơm mấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô. Con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi ô con này sao tự dưng tao mua cá xong mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kia, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi, cái đó là tai nạn mà nó không có thảy ra thông thường. Thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi. À, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi. Cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này. Anh phải cho em học lái xe. Em phải cho anh học tiếng Anh. Anh phải cho em học cái nghề gì đấy. Để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện để anh lo, nghe không? Anh làm á, không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì? Anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết. Từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy xuống ruộng nhảy lên bờ. Bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi về. Anh,
đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại rồi, hết rồi. Rồi nước kịp nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh nhanh đi nhá. Ừ. Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm, tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi biết tôi lầm, lầm thì lầm, tôi đã lầm quá, lầm thì lầm, tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi đã lầm, lầm to. Ngày em đi vào phố rồi đêm đi nhảy đầm, ngày đi binh sập xám, lúc vào shop bình bò để nhà như cái nhà kho, hận tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài cài đêm, ôi cài ngày, để em có tiền sai quá. Tôi đã lầm theo anh sang đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày, nằm chờ chồng như con mèo đói, chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ, thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ, có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có, toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới may ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm khổ sao không lấy tự viết bài mà hát, còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao? Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà, bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy đầm. Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm, tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy, x-ray đấy. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Hả? Sorry. Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa kim tuyến đầy người hết trơn ấy. Ồ, ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì?
Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì hết trơn, bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? Chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, 3 ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn, tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây còn này, gì nữa? Ông nhìn đi. Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi đây. Đây, bằng neo đấy, bằng ESL này, bằng lái này. Còn có bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bà có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong mà ai không để thẻ vào, tôi để thẻ vào tôi lấy phôi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa, tôi không ngờ. Ô, buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo. Ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh. Ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé gì? Mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ ăn chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ xanh hết tối bụng quá. Đúng không à? Ôi thế được rồi. Ngày hôm nay anh nghỉ việc gì? Không đi làm gì? Được rồi, vào trong đấy em làm cước anh ăn. Ê! Cái gì? Em cúc cho cúc, anh ăn. Có chữ đàng hoàng. Trời đất ơi, cái đó đi. Năm trước rồi em ơi. Vâng. Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ.
Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, vạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử vạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè em liều mạng đứng cho anh vạt luôn á. Anh ráng vạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao cái ngày yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhôm ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy. Rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ là em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con cô để dành nuôi, tôi không có dành đâu, nghe chưa? Mà anh tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo này nó xúc chỉ em mới giá xong đó, anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái giọng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn Bacara chứ gì. Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì, mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ờ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Ừ, bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 la. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chỉ hai cửa ngóng trong hoài bóng con đò xưa.
biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày, tóc chỉ giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ xin lỗi, chào bác. Bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là coi em. Anh thêm à, em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ban tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà nghĩ tới cặp nhũ là sao? Thôi. Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha. Nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi, anh 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tay mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngày bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Tôi hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Cái nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Cái bà nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết tôi quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi cũng biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nothing rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông, trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o o o, cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7.000. Trời
ơi, may mắn quá. Rồi, từ 7.000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4.000. Đi học neo có 3.000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4.000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5.5, bây giờ tao 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ, em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10.000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó anh lời được 10.000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10.000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4.000 mà hút cái eo hết 10.000. Mày nằm không mày lời 6.000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả? Anh được như dựa vô tùng vô bách, tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng vô bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bách. Cái thì nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. À đúng rồi. Biết nó sao không không đâu, nó mà đụng tới em 2 cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này cái hoàn cảnh mình nó có tương tự vậy thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya à. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó tà 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 nè. Tao lấy đại liên tao nã mày tà 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 cho mày đi cho lẹ đó. Đi đi. Bực bội à. Tà. Rõ ràng hổ là anh nghe tà 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 rồi. Không mệt quá tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á. Không được hả? Đi đi. Bực bội à, nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt,
giận lắm cũng đành ru lại câu hò Thủy Chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò Thủy Chung. Vậy làm sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ mới tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mẹ em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn con đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông đó. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là design vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá hằng miếng ở trên cái vai đó thôi tám thẹp đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không. Thôi mà bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn. Thôi lại được rồi nha. Em nói cho anh nghe nè. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường nó không có cha. Anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh biết. Yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị vậy? Đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it! Do it! Yeah! Together!